Em xin chào cả nhà đã quay lại kênh Bất Sản Việt ngày hôm nay Là nói đầu tiên xin kính chúc quý cô chú và anh chị trong ba mày nước Thứ nhất là được nhiều sức khỏe ha Cái được bình an bên gia đình và người thân Bên em nhận nhà và đất là chính chủ nên giá cả và giấy tờ pháp lý rõ ràng Nên anh chị và cô chú cũng yên tâm ha Hôm nay em gửi đến anh chị một miếng đất nằm ở đường đan xe ô tô xe tải lưu thông nhanh chị ha hiện tại là đất mình là trồng xe nha nhanh chị và wow, cây sầu riêng với diện tích anh chị ngang là 20 mươi m chiều sâu á là 34 mươi m nha à, đất mình rất là vuông dứt anh chị ha rất là đẹp nha anh chị cái hướng đất mình là hướng tránh tây nha anh chị đất mình hiện tại là đất cây lâu năm nha địa chỉ em đang quay ở đây là ở ấp phú quế xã phú phong huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang nha anh chị trước cùng hình mà anh chị là đường này xe ô tô xe tải mình lưu thông nha di chuyển khoảng là 400m thôi xe đụng tới đường tỉnh lộ 864 ở đó là di chuyển về hướng chợ á, là di chuyển khoảng là 2km là tới chị nha ở đó là rất là nhiều tiện ích như là thế động nè ngân hàng nè điện máy xanh nè và rất là nhiều tiện ích nha chị nha cũng trên đường này anh chị di chuyển về thành phố Mỹ Tho ấy, anh chị làm di chuyển khoảng chỉ có là 8 km thôi là tới thành phố Mỹ Tho cũng trên đường này di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh á làm di chuyển 88 cây số anh chị nha Đó, đường xá anh chị thấy rất là dễ đi xe ô tô xe tải mình lưu thông luôn, luôn nha anh chị rồi không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa em sẽ di chuyển chỉ ranh giới cho anh chị xem nha bên tay phải mình anh chị ha đây có đường nước là đường nước công cộng à có cái móc lên là cao lên khoảng là nửa mét anh chị không đó từ cái vị trí cái móc này sâu vô là 34 mét anh chị nha còn mặt tiền đường xe ô tô xe tải anh chị là 20 mét anh chị đã đủ cất hai căn nhà anh chị nha đó này là phân ra ví dụ anh chị ở một mười à, 10 mét đi còn 10 mét để lại con cái cho mình sau này à, có à, muốn về quê ở á, thì mình cho 10 mét đó mình cắt nhà ha còn không đó mình à, sau này có nhu cầu bán đó, mình bán một lô ha chị còn một lô mình ở chị nha còn anh chị đi hướng thẳng đường này nè anh chị là ngược lại nè làm di chuyển là khoảng là một cây số nữa sẽ đụng tới đường nhựa anh chị ha và đường này cũng liên thông rất là nhiều xã anh chị nha Đó, đường xá gì không rất là đông đúc anh chị ha mùa dịch này đang cũng đang bùng phát ta lại anh chị ha, dịch này cũng rất là nhiều em cũng cố gắng quay hết sức để, để gửi đến cho anh chị và Thu chú những sản phẩm những đất nền đất nhà hay là đất nền đất công để cho anh chị mình mua để đầu tư hay về đây mình cắt nhà ở để mình tránh dịch anh chị tại dịch ở Sài Gòn giờ cũng khá là nhiều chị ha thì giờ sống chung với dịch rồi mình phải cố gắng à, giữ gìn sức khỏe anh chị ha rồi hệ thống à, xung quanh đất mình anh chị thì à, đã có hệ thống bếp quay tự động hết rồi anh chị nha Đó. không cần cứu tay hay làm cái ống thun nó bất tiện chị ha thì có một số cây à, sầu riêng á thì còn nhỏ anh chị ha còn một số cây để trồng sau này á, là khoảng 5 sáu năm còn một số cây trồng khoảng 20 năm hơn anh chị chỉ có samoke anh chị là trồng mười mấy năm rồi à, trái thì rất là nhiều trái sum xê chị nha là chê. đây một cái giường rất là đẹp vị trí thì khá thuận lợi anh chị ha nằm ở mặt tiền xe ô tô xe tải anh chị mà di chuyển ở đường tỉnh lộ chỉ có là 400m anh chị rất là gần đường này cho là tải là 3 tấn rưỡi nha anh chị nha Ở ngoài cái bảng đường tính lộ đi vô á nó để đường 3 tấn rưỡi anh chị đây qua tới vị trí này nè anh chị chỗ trụ điện lên chị ha có cái móc nè đó tại vì cái này là nguyên mắt lớn mà cha mẹ anh chị cho con cái á. nên phân ra hết rồi nên anh chị cũng yên tâm ha đây đường xá cho rất là rộng rãi đây nhà xe ô tô ta đậu trong nhà anh chị thấy không đường này là ô tô xe tải mình lưu thông luôn chị nha cái xung quay xung quanh hàng xóm để cho anh chị nắm cái vị trí đất mình cần mua ha hàng xóm đây nè rất là đông đúc nha anh chị ở khu này anh chị thì có đèn đường nè điện nước à, cáp wifi đầy đủ hết anh chị nha ở khu này xài nước ngọt anh chị à, không có phèn cũng không có mặn luôn nên anh chị và cô chú cũng yên tâm nha tại vì cái sầu riêng anh chị rất là khó trồng anh chị nó không có uh, nhiều cái uh, phát kỹ năng mới trồng được sầu riêng và nước mặn á thì sầu riêng nó không chịu nữa chị nên khu này là không có nước mặn rồi chắc chắn rồi anh chị cũng yên tâm nha để em quay xung quanh cho anh chị xem ha không hàng xóm đó, nhà cửa rất là đông đúc anh chị nha rồi em sẽ di chuyển vô bên trong cho anh chị ha để em quay bên trong cái giường à, có những gì xong rồi em sẽ ra cái ganh giới cuối cùng luôn để em chỉ ganh giới cho anh chị xem cái ganh cuối cùng của đất mình nha anh chị rồi em xin mời anh chị nha Mình di chuyển vô bên trong cái mảnh vừa mình tham quan nha anh chị Đây Đất mình cũng cao gáo bằng đường đanh anh chị ha Thì đất mình thì có hai cái mương anh chị Cái mương cũng nhỏ thôi Để quay lại cái mương cho anh chị xem Nếu mà anh chị anh chị ở quốc lộc E đó, Mình chạy vào đây anh chị Thì mình di chuyển khoảng là 11 cây số mới tới anh chị nha Ở quốc lộc A anh chị Là ngay chỗ và đoạn ngã ba Đông Hòa anh chị còn nếu mà di chuyển về chợ đầu mối Cái Kiến Kim á thì di chuyển khoảng là 6 km là tới ha. Đây cái mưa anh chị thấy không? Cái mưa cũng nhỏ thôi khoảng là 1 m thôi anh chị. Đó không có to anh chị ha. Này là 20 m mặt tiền anh chị thì mình cắt được hai căn nhà anh chị ha. Tại 10 m mình cắt cái nhà cũng rất là rộng rãi anh chị. Chiều sâu đó là 34 m nha. Gia chủ ký gỡ giá bán anh chị là 1 tỷ 7 anh chị. Giá này là chủ cần bớt nha nên anh chị cũng yên tâm về cái giá cả nha giá này chính chủ đưa ra nên giá này còn bớt nên chị cũng yên tâm đây là cái sầu riêng anh chị cái này cũng khoảng được uh, các ba năm hay bốn năm hơn chị đây còn nhỏ anh chị ha cái này chưa có trái đâu anh chị cái này khoảng, uh, khoảng 3 năm nữa mới có trái anh chị để anh chị, chị nha anh chị qua cô chú cũng đừng quên à like chia sẻ nhấn nút đăng ký giúp hình để tương tác với em để nhận được video mới nhất tìm đất nền đất công đất vườn hay là nhà ở để cho anh chị đầu tư hay về đây mình nghỉ dưỡng và wow, nhiều mục đích khác nha anh chị hai chân thành cảm ơn quý đầu tư rất nhiều ha cây sao ok anh chị không rất là cao vậy ha tàn cây rất là lớn anh chị trái rất là sai còn cái sầu riêng này chưa có trái nha anh chị ha em nói rất là rõ cụ thể để chị nắm ha hiện tại đất mình đó anh chị là đất cây lâu năm nha anh chị đó. trên đất mình á sạch sẽ không có mồ mã gì hết đó thì ranh giới hiện tại đã có rõ ràng rồi xíu là em sẽ di chuyển cuối ganh luôn em chỉ ganh giới cho anh chị nắm ha đây đây có một số cây à, hạnh đó anh chị trên đất mình có sầu riêng nè sabuche nè hạnh nè đó mới đợt này à, gia chủ cũng mới hái một số sabuche bán anh chị còn một số à, trái còn nhỏ thôi còn không à, chưa lớn lắm anh chị nha em xin nhắc lại cái à, vị trí à, đất mình à, nằm ở à, đường đan là xe ô tô xe tải nha là đường 3 tấn rưỡi anh chị đó, di chuyển từ cái đất mình tới thành phố Hồ Chí Minh tám là 88 cây số còn cách ở trung tâm thành phố Mỹ Tho là 8 km anh chị nha còn cách tiện ích á, là như là chợ gần nhất đây á, là có chợ Phú Phong đó ở đó thì di chuyển khoảng là 2 km thôi là tới ha ở đó rất là nhiều tiện ích anh chị ha như là thế giới động nè ngân hàng nè thì mới xanh và rất là nhiều tiện ích khác nha anh chị Bất sản đất Việt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất Anh chị và cô chú nào có nhu cầu bán đất nền, đất công, đất vườn hay là nhà ở Thì liên hệ bên em số điện thoại dưới màn hình ha Em sẽ ký gửi à, bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị nha Rồi em đã tới vị trí cái ranh giới cuối cùng đất là anh chị Để em quay cái tụ bê tông cho anh chị xem nha Đây để quay cận lại cho anh chị nắm Đây đây là cái tụ bê tông cao khoảng 1 mét rưỡi nè anh chị Đây đó là cái ranh giới cuối cùng đất mà anh chị hiện tại đất mình đã, đã có ranh giới rõ ràng rồi nên chị cũng yên tâm nha rồi để quay sau lưng cái mảnh đất của mình nè đây một viên cái giường sầu riêng anh chị không quá đẹp nha ha quá tuyệt vời anh chị sầu riêng này đang hiện tại đang để trái anh chị nha còn cây sầu riêng của mình thì là hiện tại là chưa có trái anh chị nha hiện tại sầu riêng còn nhỏ chỉ có cây hạnh và sabuche hiện tại đang có trái đang bán thôi đó với diện tích là ngang là 20 m à, sâu là 34 m anh chị ha hiện tại là em đang đứng cái ganh đất cuối cùng có móc gõ gàng bên tay trái anh chị nha đó ranh giới thì chị thấy rất là gõ gàng giấy tờ đó thì chủ bao giấy tờ cho mình giá gia chủ ký gửi là 1 7 tỷ 7 anh chị giá này chủ còn bớt nên anh chị cũng yên tâm ha rồi đến đây kết thúc video quý đầu tư và anh chị nào quan tâm cái miếng đất vườn này ở đường đan xe ô tô xe tải thì liên hệ với em số điện thoại dưới màn hình ha em sẽ đón anh chị dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ luôn để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị giá gia chủ ký gửi là 1 tỷ 7 nha giá này còn bớt anh chị đất mình hiện tại là đất cây lâu năm nha anh chị bác sĩ đã được xin chào và gặp lại ở phần video tiếp theo